Thưa quý vị, tại vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, bên cạnh sự manh động, táo tợn của các đối tượng, chúng ta còn thấy ấm lòng hơn rất nhiều khi chứng kiến hành động nghĩa hiệp của quần chúng nhân dân ra sức khống chế để bắt giữ thủ phạm. Sự dũng cảm, đầy mưu trí của họ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về nhân dân thành phố hết mình vì bình yên cuộc sống. Cho đến bây giờ, khi trở lại phòng giao dịch của một ngân hàng ở quận Ngũ Hành Sơn, ông Nguyễn Văn Miệu, trú tại phường Mỹ An, vẫn nhớ như in sự việc cướp ngân hàng diễn ra vào chiều hôm đó. Hành động chống trả quyết liệt của ông Trần Minh Thành, 50 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, là bảo vệ của ngân hàng, đã khiến ông bị đối tượng đâm trọng thương và không qua khỏi. Sự trách nhiệm của ông Thành với công việc bảo vệ đã khiến ông Miệu và nhân dân không khỏi xúc động. Hôm đấy anh bảo vệ là... anh vì trách nhiệm tức là nói đúng ra là trách nhiệm anh cao, anh mới đuổi theo. Nếu như người khác, người ta nghĩ đến nguy hiểm đến tính mạng rồi thì trước sau cái loại mà cướp giật thì nó sẽ có vũ khí hoặc trong người rồi, mình sắp tới là nó sẽ đâm hoặc chém hoặc là bắn. Ở một diễn biến khác, khi cả hai đối tượng cướp ngân hàng định lên xe tẩu thoát thì anh Lã Quang Cước, trú tại phường Khuê Mỹ, đang trên đường đi làm, phát hiện vụ việc đã dũng cảm lấy xe máy của mình để cản bước đối tượng. Và cũng chính anh đã cùng nhân dân, lực lượng chức năng tham gia khống chế, bắt giữ Trần Văn Trí, 22 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, là một trong hai đối tượng cướp ngân hàng. Đến bây giờ, khi kể lại tình huống lúc đó, anh Cước cũng không có suy nghĩ gì cao siêu, mà xem đó như một việc làm cần thiết. Nói thật ra về cá nhân mà cũng đứa mà gặp những trường hợp như đứa đều sợ, đều có sự rụt rài, nhưng mà có sự đoàn kết của thêm một vài người nữa sẽ đủ để động lực với lại để cho mình có cái chi là để cho tự tin hơn mới truy bắt được. Khi mà thấy đối tượng bị tai nạn là mình cũng biết tâm lý họ đang phạm tội, với lại vũ khí họ đã rơi ra rồi, thấy bỏ chạy nữa mình thấy có thêm người để hỗ trợ cho nên mình mới tự tin để dí theo. Bên cạnh những hành động trách nhiệm của người dân thì nhân viên ngân hàng cũng đã nhanh trí áp dụng các kiến thức được trang bị khi có cướp xảy ra. Bằng những việc làm đơn giản đã giúp họ bảo vệ được tính mạng, tài sản, thông báo nhanh nhất đến cơ quan công an để có sự hỗ trợ kịp thời. Minh chứng rõ nét, chỉ sau gần 1 giờ đồng hồ, cả hai thủ phạm đã bị tóm gọn. Tôi là học nghiệp vụ, các ban lãnh đạo đào tạo là để là khi mà có trường hợp mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, có nghĩa là những khi nào mà cướp xuất hiện á, là mình phải làm gì, cần làm gì là cũng bấm chung này kia các kiểu, rồi bảo vệ tính mạng an toàn cho anh chị em trong phòng và mọi người, sau đó rồi mới đến tiền bạc. Nếu mà chúng uy hiếp quá thì tụi tôi cũng phải hợp tác thôi, nhưng mà không có nghĩ đến trường hợp là anh bảo vệ ảnh lại vì sự nghiệp mà ảnh lại quen thân mình như vậy. Nên qua vụ việc này chúng ta càng thấy cái bài học về sức mạnh to lớn của nhân dân. Khi nhân dân ủng hộ và đồng tình đối với lực lượng công an thì chúng ta làm việc gì cũng thành công. Cụ thể đây là trong trường hợp đối tượng đã bỏ trốn, tuy nhiên là khi mà nhân dân người ta hình thành nhiều lớp vây bắt và chốt chặn thì đối tượng không thể trốn được. Từ đó cho chúng ta một bài học rất là sâu sắc về cái tinh thần tấn công tội phạm cũng như là vận động cái sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Sự trách nhiệm của người bảo vệ mẫn cán, hành động nghĩa hiệp của một người dân trên phố hay tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân địa phương đã tạo nên sức mạnh trấn áp kịp thời cả hai đối tượng gây án. Dẫu có những điều đáng tiếc xảy ra, nghẹn ngào, nhưng người dân Đà Nẵng có quyền tự hào về sự tử tế trong mỗi con người khi cái xấu xuất hiện, cùng chung tay mang đến sự an bình cho thành phố yêu thương.